Rồi ăn rồi đó anh. Lụm nó. Sướng. Đàng hoàng anh ơi. Mưa quá trời mưa luôn rồi. Thôi anh đổi đây, đổi đây. Ướt màn hình điện thoại luôn rồi. Trời ơi. Ui. Kéo lên cho thấy cái mặt nó kìa. Quay coi coi chú yếu để định mình cho dừng nha. Biết rồi. Lên cá trong mưa luôn. Bò này vậy. Ui nó sướng. Cha nha bạn. Ướt áo luôn. Ướt áo ướt má chưa. Mà hình chân lại. Tuần dây tiếp. Lên cá trong mưa. Rồi chào bạn nha. Chào mình. Bạn ơi mưa lớn luôn rồi bạn ơi. Mày con nữa nha các bạn. Sướng sướng gì đâu á. Luồn dây vô các bạn ơi. Nhỏ hơn con này. Cũng trọng trọng. Nhỏ hơn con miếng à. 19. Con này máu chín sảy rồi, chín nữa nè. Đỏ miệng chân rồi phải không? Bạn ơi, lên con cá tra xong giờ được lại bẻ đây bạn, xin được mưa các bạn. Chứ giờ quá thế à. Mắc mưa à. Như đây đục mưa, nãy mưa lâm râm có một chỗ giờ mưa giáp chợ luôn rồi. Sẵn gác cây cần cặp đây có nhớt gì không. Mưa quá mưa à. Cứ bè đây cô bác không cho lên nữa bạn. Chín không? Chín mà. Cá nhỏ hay vậy ơi. Trọng ngầm quá. Mẹ đây cô bác mà không cho lên nha bạn. Anh em có đi câu á thì anh em mà hỏi trước như bè ta cho lại cặp lại không thì anh em hả lại nha. Chứ tại vì khi cá tăng đó bạn, anh em câu quá nó làm động cá bạn. Cái này nước đục nên cũng hơi khó khăn. Thôi giờ thì anh em cũng thông cảm vậy đi. Giờ ngồi với được ngắm mưa bạn ơi. Giờ cá sớm thì cũng làm quá rồi. Giờ mình nghỉ mình ngắm mưa xíu nha các bạn. Chung bữa nay bão.
bảo cá xong mắc mưa. Giờ là chỉ mà xà lan nó vẫn còn làm ta, sáng cạp cạp lên khói nghi ngút rồi, thấy không, quá thế trong mưa nè, trong mưa nha các bạn. Nhít tơ trước xíu, đứng xích tợ lại trước xíu, ngồi xuống ngồi xuống ngồi xuống. Cái cha khủng, ngồi xuống ngồi xuống bắt đi. Rồi cái cha lứa cỡ thả luôn đi má ơi, tôi tự xử luôn á. Mưa nắm dây, ngồi xuống nắm dây đi, tự xử đi, nắm dây. Làm cá. Ui. Nuốt lỡ luôn rồi. Gỡ thẻo. Mặt còn lâu. Em nó lên cá nè bạn, con cá lăng đuôi đỏ bạn. Nó giờ em muốn xúc hay là muốn bê lên luôn? Bây giờ tao kệ kệ giật nè, nó xúc cho mẹ nó. Nha, nhóm nó luôn đi rồi. Để cho em nó xúc từ từ. Canh pin nha. Cái giật gì nó nhỏ xíu rồi trời. Vô, cái lăng đuôi đỏ bạn ơi. Chờ lên con lăng đuôi đỏ luôn, kệ. Cuốn đi luôn đi. Đồ ngon ta. Cầm quay đi, quay quay gỡ cá đi thằng xuống rồi. Trời ơi lên. Con này 1 ký luôn ta. Không tới 1 ký đâu. Nãy sảy lắm, con nãy càng đỏ sảy con bự lắm. Nãy hôm kia nó giật ra đó mà chưa gì chưa biết rồi. Nãy nó quật cây câu muốn gớt luôn á, chụp lại kịp á, giật lên cái kéo không lên luôn. Lăng hoàng á, cầm cái đầu nha. Cái lăng đuôi đỏ là rồi, cầm đứng xuống. Cho đuôi xuống, cái đầu trên. Chút nữa vậy? Hết hồn má. Rồi. Nó lăn đuôi đỏ rồi. Rồi bạn ơi, giờ mưa quá bạn ơi, giờ được phải tấp vô trong bờ rồi bạn, thấy không? Ghê không? Giờ bắt cá lên rồi quay cho bạn xem cái. Rồi mình cũng kết thúc video đây, tại nhà luôn bạn ơi. Hôm nay có cá cũng về sớm, trời mưa giờ cá cũng ngưng ăn rồi. Đó, quay cho anh em bạn được xem nha. Rồi. Chào anh em nha các bạn nha. Giờ mình cũng kết thúc video tại đây thôi. Mưa quá. Để về quay chi tiết hơn các bạn ơi. Máy dở lem luôn hả? Nước. Rồi chào anh bạn nha. Rồi giờ luôn bạn ơi. Chúng ta tính cầu câu nữa các bạn. Mà giờ hôm nay đủ sướng rồi. Mưa nằm nó nhóc rồi. Mưa nó mấy ướt rồi cho nên mình về luôn bạn ơi. Chứ mà ở câu nữa tôi chừng quá nữa đó. Rồi chào anh em, chào các bạn nha. Sóng hôm nay sướng sướng mà có điều bắt mưa cũng ké luôn, thôi cũng được, cũng chống chọi với thiên nhiên, nhưng mà mình đổi lại là mình được cá nhiều cho bạn xem. Rồi chào anh em nhé. Đây sớm ngoài bè mưa quá không quay thành quả cho bạn xem, thì giờ tới nhà khui thành quả. Không được khui mới được, nãy chỉ sơ lược thôi. Đó, bạn thấy chưa, trong gọng nè, trong gọng cũng thứ dữ nè, thứ dữ mập ú ú nu hiền muội đó, bạn thấy chưa, cái chà lứa không ở đây, còn đây đó, hai em thứ già. Con này lên trong mưa luôn rồi các bạn đó. Con này thì giờ này nó phình bong bóng gì rồi, nó chết luôn rồi, vậy cái cột ổng hút ổng quá mà. Đó, chào anh em nha.
đưa gọng qua nữa rồi cho phình phình em lên đây. Em này còn mạnh quá, để cho rồi chuẩn bị lên thôi. Chào anh em và các bạn nha, xách đồ lên trước đi. Rồi bạn ơi, lên bờ núi giờ này mắc mưa ơi, thầm tả với mấy em này, mưa một chó. Rồi chào mọi người nha, chào anh em nha các bạn nha. Con này là dính trong mưa rồi. Đường dây con này dính đầu tiên nước nè, dính đầu liên luôn á. Rồi bây giờ thôi bạn ơi, đóng thùng muối tiếp. Bữa nào cũng đóng thùng muối chứ. Sướng thứ gì chị nói.